five. Now from Vietnam, they say nah, nah. Plenty. You five. But no, get your side. Now my own. Maybe. I know my side's not your body. Maybe Oka will enter. Auntie good afternoon. Oka and Auntie Ify. Uh-huh, Ify. Have some will enter Oinya. Yeah. Me, one leg one cap on you. Munya Okuro. South Africa. Okay. Zimbabwe. That one is smaller than, I think that yellow is smaller than the let's go give uncle the thing before. Chidera, Chidera, wear clothes then. Oh, you will not enter camera now. Nhím tính đem cái đàn bầu cho bé này mình đã đẻ rồi. Ở đây người ta đẻ như gà vậy nhà mình. Không có đẻ mà không có cần đi bệnh viện luôn á. Đẻ nhà. Good afternoon. Giờ thì ông Cạp. Giờ thì ông Cạp sẽ đem cúng gạo, dầu, tá lã. Giờ kêu mấy đứa nhỏ này nó lại nó ôm phụ. Cái bát này hôm hổm mình cho rồi nha nhà mình, nhưng mà tính ra thì ăn chắc được tuần mấy. Thì giờ mình cho bác tiếp. Nói chung cái bát này là ổng chỉ mong là có người nào cho ổng này kia thôi, chứ ổng không có cái nguồn tài trợ nào khác hết. Thành ra mỗi lần mà có đợt mà cho là nhà nhiếm sẽ ưu tiên sẽ cho ổng một phần. Ổng với cái bác mà bị tật tay chân ở nhà mình là hai người không có bà con thân thiết con cái gì đó. Thành ra mình ưu tiên lúc nào mình cũng cho một phần. Ăn cơm ta. Let me help you carry oil. No. You have carry red oil. Okay. Bột mì. Bột mì gạo. Cái dưới nhà mà có đồ ăn sẵn á, mình thấy rất là tự tin. Còn cứ thiếu đứa học sao không có ăn á, thấy nhiều khi thức dậy không muốn dậy. Anh, see him put water everywhere. Cash water for himself. Ah. All this bucket here now, water fill them up. Ổng hứng nước rồi nha, ổng hứng nước. Ừ, con mình ổng mà ổng cũng làm cũng gọn ghẽ quá hen. Chỗ này để nấu nướng. Hứng nước. Được cái nhà này là nhà của ổng, không phải thuê mướn này kia. Nhưng mà tại không có con cái nuôi thôi. Bye, good afternoon. Good afternoon. Ở đêm mà. Gần đây đi bố gốc kia. Đi bố gốc kia bị tìm. Hỏi ăn hết gạo chưa, ăn hết rồi còn cái xô không? Ở bột mì. So this is another one. Ăn hết bột mì. Ah guys, I got another sir. How? Ena manage na ka. Ebe na de no du ka ji na ka. Ana ma no no yibo. Mana ebe tie wati fa. Maji chineke no lenu. Amen. Maybe we'll collect this card back and give him another card instead of
at the money đó ta u tè à so one cả YouTubers and we need to go pay again. Okay. So we have another card. Let me get the card. Mm. À, nhiệm ưu tiên cho cái bác này hay nhà mình kiểu như ổng lớn tuổi không ở một mình đơn chí thành ra là cái thẻ là bác ấy mua thuốc rồi hết tiền rồi giờ ổng cạp ổng ưu tiên cho thêm cái thẻ nữa, còn cái thẻ mình thu lại mình không có bỏ nghe, để mà khi mà tất cả những cái thẻ mà mua đợt đầu hết rồi đó đợt sau mình muốn phát tiếp á thì mình có thể sử dụng lại cái thẻ này tại vì nó còn một mé nữa, còn ghi thêm được một mé nữa. Tự nhiên nhím nhìn thấy cái bác này hứng nước, cái này nhím nhớ cái lúc mà nhà nhím khó khăn hồi mấy năm trước, trời ơi mưa xuống tao nó hứng được một đống nước, tao nó mừng dữ lắm luôn á, kiểu như nhà mà có đồ ăn có nước là thấy ổn rồi đó, mà có thuốc trị bệnh nữa là thôi đủ rồi, không cần nhiều. Cho nên bây giờ nhím sống rất là giản dị là tại vì nhím đã từng vượt qua những khoảng thời gian như vậy, không có cần nhiều thứ. Vẫn còn ổng phối đồ cũng độc lắm nha nhà mình, nhiều khi đi làm rẫy thấy ổng phối đồ cũng xì tai lắm. À, thẻ này thì còn lại đâu chừng cũng chục mười mấy cái thì giờ mình đi phát đồ như thế này nè, mình kèm mình phát thẻ cho người ta luôn. Bữa nay Nhiếm sẽ chở mẹ chồng đi mua bột đậu với mình, tại vì hồi xưa mẹ chồng cũng từng làm cái bán bánh đậu đó thì mẹ chồng biết rất là rành về cái vụ bánh đậu đó, thì mẹ chồng sẽ dẫn Nhiếm đi tới cái mối mà mẹ mua, có thể nó sẽ rẻ hơn. Thay vì mình đưa tiền cho chị đó, mình không biết là chị đó sẽ mua hay không, hay là chị đó chỉ mua một ít thôi xong rồi để đứt vốn nữa, thì giờ mình dẫn mẹ chồng theo để mẹ chồng biết lựa cái loại bột đậu tốt nhất cho cái công việc bán bánh đậu và rẻ nhất. Mình sẽ tặng chị bột đậu giống như chị cho cần câu tự câu. Trời ơi trời. Thương. Hôm bữa bác nào nói Nhiếm cập nhật tình hình dù đào lửa của lão Phật gia thì đó, thì bây giờ là lão Phật gia với mẹ ngôi sao là giống như đang ngồi trên đống lửa, tại vì không biết là lôi kéo được một cái anh em dùng hồi đó ở bên Nam Phi hay là bị cái người bên Nam Phi lôi kéo, mà bây giờ cái người bên đó là bị công an hốt rồi. Giờ hai người bên đây là chạy chuột sau đó, khô máu sau đó, kêu ông cạp nạp cho 2,000 để gọi điện thoại qua bên đó sau đó. Nói chung em không nắm được tình hình, có tới đâu em sẽ cập nhật tới đó hen. Ổng còn nhớ gì bữa vụ cái dao, Nhiếm nói ổng á. À, kiểu như ổng tới, ổng cho cái anh kia cái dao, hai cái, ổng xách tới, ổng để xuống. Xong rồi đầu có bữa khán giả nói nhà ổng có cái dao đem tặng cho quá trời người, không phải bữa cho hai dao, ví dụ như mình có cái dao đem tặng cho quá nhiều người, người ta nhìn vô người ta biết mà, người ta cũng ta cũng cự chứ đâu thể nào mà lợi dụng người ta xong rồi người ta để yên đâu. Nhất là nhà Nhiếm ở đây là kiểu như bà con dòng họ khắp nơi hết trơn, đâu phải là một tay che trời được. Còn bà con còn bạn bè tiếp xúc người ta nói ra nói vô chịu sao nổi, mình làm mới làm cho tới bến chứ đâu có dễ như vậy được. Giờ thì chở mẹ chồng đi mua bột đậu nha nhà mình. Chứ mình sẽ không cho tiền chị ấy để mua. Mình cũng đưa tiền chị ấy nhưng mà tiền là để mua cọ. Tại vì cọ là mỗi ngày phải mua tươi. Mua tươi mới được. Còn bột đậu thì mình mua sẵn. Đây là cái dựa người ta bán ngũ cốc nè nhà mình. Thì Nhiếm nghĩ ò bà là cái hộp này nè nhà mình. Ò bà là cái hộp này nè. Cái này Nhiếm nhìn giống cái đậu gà mà Nhiếm thấy trên mạng quá ta. Đậu gà cái hộp, cái vỏ như thế này. Đây cái hộp này người ta gọi là ò bà là bánh đậu. Cái hộp đậu này người ta làm bánh nè nhà mình. Nhà mình coi đây, người ta bán đồ second hand nè. Người ta treo nè. Giống, người ta coi như là đồ mới luôn. Rất là mắc luôn nhà mình. Rất là mắc. You know like by here. Mà mua giờ mẹ không muốn mua chỗ này. Mẹ muốn dọ giá. Muốn dọ giá cho kỹ. Cái này mẹ đang phân vân, tại vì một bao ở chỗ này nó kêu là 9 xô à, mà mẹ thì mẹ mua thường, mẹ nói một bao là 10 xô, thành ra là mẹ chưa muốn mua chỗ này.
Nhím mua chỗ khác. Nhím thì Nhím không biết gì cái vụ xô đậu này. Nhím chỉ biết là gạo thì có loại 8 xô với loại 10 xô. Không biết cái bao nào. And this one have the type of good one, bad one, all này, all the same. Okay. Nhà mình nhìn mặt mẹ bữa nay không được vui ha. Là mẹ với chị ba bị dở kèo cái vụ đào lửa hôm bữa đó nhà mình. Mà liên lụy tới một người anh, một người anh bà con gì đó của ông Cạp sống ở nước ngoài nữa. Không biết là cái người anh đó là cái người suối hay là chị ba là cái người suối, cái người anh đó. Mà cái người anh đó bây giờ bị bắt rồi. Bị bắt và đang bị tạm giam đi. Đó, thì mẹ chồng của chị ba là đang đang không có được thoải mái. Cái này Nhím nghĩ là đậu gà nhà mình. Nhà mình ai từng biết hộp đậu gà không ta? Đây là cái chị này nói là một bao là 230 ngàn. Mà cái chị hôm qua chị nói là một bao là 266 ngàn. Đó, thì bây giờ mình sẽ mua một bao là 230 ngàn, thì lời ra được 30 ngàn. Thì Nhím về Nhím sẽ nói lại với chị Tiên Dương có hai 30 ngàn thì mình tìm được. Tính sao đi. Dạ. Cái bác hiện giờ nói là cái bao mà 10 xô á thì mua lời hơn cái bao 9 xô. Tại vì xô ta đông có cái ngọn. Nhím không rành mấy bác này tính sao để người ta lôi ra thì mình biết. This is Capo. Hey. Capo the market with Vasa. And my mom and my oi. You know, today Cap, my oi and Basa came to the market. Nyum. You see Nyum, Nyum is buying something there with my mom. Nyum is buying something there with my mom. So we came to pick the offer. But the woman you guys helped. So we came to buy the apartment. So almost done. So Nyum go there to buy meat with my oil. So let me know what Nyum buy. Ah, Mamo, just leave me here and go and be enjoying yourself. How much is the meat? Nhờ cô đi mà nó. Giờ bé này nó đưa một bao. I'm not that happy to move to Paul or don't tell that we can't contaminate your him complete. That's the what I want to tell my fan. Giờ một bao là mẹ chồng không tin, mẹ chồng bắt nó đổ ra, xong rồi nó lường từng xô thế này cho mẹ coi. Ở đây dẫn mẹ theo là không có không sai lầm. Mamu tell about how many years before? How many years? We went up to 8. Mamu tell about up to 9-8 years. After. Ah, that's why she know everything. Mẹ cầm Nhím là hồi xưa ôm con về quê là bán bánh đậu này nuôi nguyên bè. Nhà mẹ rất là rành cái vụ mua đậu này. Bảo rồi phải không? Mẹ bắt cái bé này nó lường ra. Nó đổ ra nó lườn cho bằng được coi đúng một bao mẹ mới chịu. She won't come down, what is wrong? She won't come down, be careful no mamu. Well, and I should not have mamu. Be careful, don't let water touch them. Đó, mẹ chồng mà sau khi mẹ chồng cằn nhằn cưỡi nhủi là một bao dư ra được mớ này nhà mình thấy không? Đó, phải mà mình nói một bao là mình mua bao là mình lỗ hết cái bịch đen đó rồi đó. Bịch đen này cũng cả xô rồi nè nhà mình.
Có mẹ đỡ lắm nghe. Nhím nhím nghi rồi, tại vì gạo nhím mua nhím không quen. Nhím không quen cái chỗ không quen, nhím không dám mua bậy. Gạo thì mình có mối được. Good evening, sir. Good evening. We have rice, sir. Bao này nhìn nó bự hơn bao gạo hen. Nhím nghi, nhím nghi là một bao đậu này phải bự hơn bao gạo chứ không thể nào nhìn nhỏ hơn được, tại vì nhiều tiền hơn mà, cái điều gấp đôi. Đạp về đi chào hỏi đồng bào. Giờ mẹ dẫn nhà Nhiếm vô nhà của một người bạn thân trong hội phụ nữ của mẹ. Đó là tình hình của bác ấy khó khăn. Ah, I think this side somebody get the woman cannot stand up when we come before. Yeah, when we come here that time we come back from we come back new arrange the car as well. I think this somebody cannot stand or something. See the old woman. Okay. I cannot stand very well. I can remember something. You know, carry food for her now. Đây là một cái bác cũng ở trọ, nhìn cái dãy nhà là biết. Người bạn của mẹ chồng. Good evening, ma. Adim ma. Yeah. À. Thì mẹ chồng Nhiếm giới thiệu, tại vì mẹ trong hội phụ nữ mà mẹ lành hơn mình. Mình không có phát còn vòng vòng cái khu của mình không, mình phát cho cái khu khác nữa. Bác này bác đang nấu gì vậy? Cái bác này thuê trọ, nhìn thấy cái này như là được 3 phòng. Bác này có một chị con gái nhìn chắc cũng 40-50 tuổi gì đó, nhưng mà chị bị liệt lết không có ngồi đứng được, thành ra là Nhiếm né cái camera qua, tại vì chị nói là không có, đừng có quay chị ấy á, chị ấy mặc cảm á. Thì đối với những người mà người ta nói với mình như vậy rồi thì mình không có quay lên, nhưng mà những cái người mà ví dụ mình đang quay mẹ chồng mà xẻ mặt vô, đừng quay tao nghe, rồi phải trả tiền cho tao, là những người đó là Nhiếm sẽ quay cận cảnh luôn. Muốn gì muốn thì ông cạp ông sẽ xử, ông cạp ông nói rồi mà, em không cần có kẻ thù để anh bao hết. Yes, ma. Yeah, I'm easy, my old idea.
Yes, ma'am. No problem. No problem. Maybe you ask if she can buy medicine from Rafael or not. Cái chỗ này hơi pha hơi xa cái tiệm thuốc mà Nhiếm đặt cái thẻ đó nhà mình, không biết bác ấy có tới đó để lấy được không. Mà cái bên này in này chúng mình cứ Rafael là miss không. À, bác ấy biết chỗ ông bác sĩ đó. Thì bây giờ mình sẽ cho bác ấy cái thẻ đi khám bệnh luôn. Nhà thấy có mấy đứa nít nhiều nhóc cũng đông quá nè, 3-4 đứa vậy đó. Có phải là cái đường dây rồi bà phải không? Ở đây người ta có gì kỳ vui là người ta sẽ hát mừng Chúa, ca ngợi Chúa vậy đó. I chose card and my choice nya kina now on the Vietnam we gonna na card and on the my wife ka si be we lo mbo si on a lo ya la ka ni be di me card 7000 naira o ni 7000 o bele go ni e je te na we lo na kara fe e nu ka je nu e chineke Ôi trời ơi, nhìn cái bác này thương vậy. Sao nhìn bác thương vậy? Good evening, mommy. Good evening. À, ở đêm mà. Yeah, các bạn này thương quá ta ơi. À, ai cho đồ cũng la làng cũng thế. Anh cho bác Terry Fish. Bắt đầu. Yay! Bác Terry. No problem. No problem. Ông cả ông mua tỉ mỉ, ông mua nhiêu như đàn bà vậy á, xà bông, bột ngọt, muối nữa. No problem, mommy. No problem. This one is water. Ah. You speak English for me? I ask my mom, this one you to keep water. This is water pot. This is where they are putting water. They are drinking water. I can see this cup is for drinking. Okay. I'm very cool. Okay. Yeah. Ma. Oh. Ndiba my wife bo. Mun ndiba se kai welan ka da da fun dalo na dulo. So nna mu wes na ya da da na nke gi. Ayi abe. He said there is when we give her yam. Ah, she still remember that time, long time we did. Oh. You still remember. Now we don't come back. Now we don't come back. You see, if somebody that gives somebody something can forget, but that person that receive will never forget. Yeah. Cách đây cũng 6-7 năm lúc mà chưa có sanh ông Út, mới dọn về cái đất nước này kiểu mà chạy nạn từ bên Nam Phi đó, thì cái bác này là một trong những người mà nhà Nhiếm phát tâm phát những cái phần quà như thế này. Lúc đó là tự ên mình làm thôi, không có, chưa có làm YouTube. Thì bây giờ là bà vẫn còn nhớ, bà nhắc đó là người cho thì quên được, chứ người nhớ là khiến người nhận lại luôn luôn nhớ ơn điều này kia. Mình cũng rất là xúc động luôn. Nhiều khi Nhiếm nhị nghĩ là những cái việc làm đó nó đã tích được một chút xíu phước, cho nên là mới đưa nhà Nhiếm thoát khỏi những cái lúc mà suy sụp khó khăn đồ này kia, chứ không thôi là chắc không trụ nổi ở đây đâu. Bác này cũng trồng rau đắng nữa đây nhà mình. Rau đắng này nhà mình coi nhìn cái giống cây mật gấu ở Việt Nam mình không. Khi mà Nhiếm đang phát cái bác này thì Nhiếm nghe đọc comment của một khán giả nhà mình hỏi là cái bác làm rau đắng ở Nhiếm hay cho đồ đâu rồi, cái bác làm rau đắng đi về quê rồi nhà mình, nhưng mà không phải về luôn, kiểu như cái đứa con của bác ấy bị bệnh gì đó, thì người ta có cái bài thuốc gì dân gian không biết, ở quê người ta không biết, mà lâu lâu người ta về người ta trị, mà thấy trị mấy năm nay không có hết,
Mà lâu lâu cái thấy dẫn con về quê trị bệnh, lâu lâu dẫn con về quê trị bệnh. Thì chưa có lên, khi nào lên thì mình phát thẻ, phát giao cho bác ấy còn để phần. À, cái này Nhiếm cũng sẽ để phần gạo cho bác ấy một phần luôn. Ông kẹp, ông phải diễn tả bằng hết khả năng thì người ta mới hiểu. Let's go, let's go. Before that, our bà will. Bây giờ ông cho bé nhỏ này. What up this one? No, I'm too big. Okay. Bye bye. Nhỏ vỗ tay thương không? Nhiếm không có quay, Nhiếm không có quay tụi nó cận cảnh được, tại tụi nó không có mặc đồ. Thành ra là mình cứ lia lia cái máy như vậy, né né ra. Ở phòng cô ta xí pha nó, sẽ cài vào cái vali lên đeo cái này. À. Ừ. Sao? Sao nhà cái nem sẽ mi sơn nó vừa nhà này à bé lên. Bây giờ mưa luôn rồi, thành ra là mình đi vô trong nhà của bác ấy. Đây là nhà của bác ấy đây. Nhiếm quay phim để Nhiếm rọi đèn cho bác ấy đi vô, chứ mình cũng không có ý định mình quay phim. Giờ mưa rồi, thành ra là nhà Nhiếm đứng tạm ở đây để hết mưa chạy về giao cái bánh, cái bột và làm bánh đậu cho chị kia. Trời đất ơi, bây giờ mưa tầm tã, gà bóng ngon muốn cục luôn. Cáp Hello, how are you guys doing? Today, I think this year we patiently wait for us, but today is no, we have to call. So let's look for the room. Đợi từ chiều tới giờ mà nó vẫn chưa tạnh, thành ra giờ mấy mẹ con liều lội bộ ra ngoài xe luôn, xe đậu túc ngoài kia, tại vì không có chạy vô cái đường này được cái nhà mình. Thành ra là chắc là phải gác cái vụ tặng bột đậu cho dì kia lại sáng ngày mai, thì Nhiếm sẽ quay cận cảnh cho nhà mình xem hen. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi nha.